Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của tựa game mô phỏng lái xe tính hào online này. Và hôm nay tụi mình sẽ chơi bên cái map robot này. Và hiện tại là mình kéo một cái thùng hàng khá là lạ của mình đi xe đáp nha các bạn. Xe đáp hôm nay mình phối màu cam với lại màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Cái thùng hàng, cái câu Usop WeDrop này có ý nghĩa giống như là mình, bạn chỉ cần đi mua hàng thôi và mình sẽ ship tới đồ cho bạn á, kiểu như vậy ha các bạn. Rồi, hiện tại là vị trí mình đang đứng là cái thành phố Aberystwyth này. Và bây giờ mình sẽ kéo về cái Holyhead này ngay cái cảng luôn. Và ok, đi thôi. Rồi, ok, đi thôi. Thì hiện tại là mình đã chơi góc máy mới cũng như là bộ ba lăng mới rồi nha. Đây là màn hình mới và góc máy mới đây. Đi đi Kim. Rồi, đi đi hai bạn kia. Mà nếu như các bạn không, đây là Kim nè, còn ở kia là Văn nè. Còn nãy quỷ này mới chạy là quỷ nào? Cù đúng không? Quỷ nào ai biết? Khang Bro. À, thôi. Khang này mọi người biết rồi. Khang Bro. Chuyên phá. Nếu như các bạn alo. Cái lead. À, và hiện tại là cái chỗ của mình đang đứng là ở bên nước, hình như là nước Anh, cho nên là đi ngược ha các bạn. Nước lèo. Đi ngược lên ở bên kia. Nước lèo. Đó đó, trời ơi, thằng Hoàng kìa. Thèm uống nước lèo quá. Mấy tài ơi. À, khi mà nó muốn kiếm chuyện đó mà. Mã nó một cút khách thái nó như sợ. Cái nước để làm gì đó. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ê, mấy cụ nha. Nhìn chú lăn lại. Ê, nhìn cụ. Bày bớt cà khịa đi nha. Bày bớt cà khịa đi, bày bớt bạc cà khịa đi. À, tụi này nó láo. Ủa, sao dừng lại vậy? Ném đâu nha. À, Văn nó xếp tên lại vô lăng. Dạ, ok, đi đi, đi đi. Ông lên đây với tôi nè, lên đây, tới đây. Đi, đợi xíu lên liền. Đó, quả báo tới là anh muốn, cô. Anh muốn lên blue, anh phải bước qua xác em. Lên mày, lên mày, lên anh cụ ơi. Gạch hết. Hả? Hoa làm sao người ạ? Nhanh đường sang. Dạ không em? Không. Mày đi lên chiều nữa nha. Đâu có nói bạn đâu. Kim ơi, em nhớ cái lần này quen Kim. Nó đi cùng bro. Anh nói nào anh tưởng không quý tay nào luôn á. Cù vẫn là cù, vẫn là cái cù một xíu đó. Bé bé xinh xinh, em nhỏ lắm mà. Ủa nhớ cù là leader mà ta, sao mấy cù ta. Leader chốt quá em. Đây đây, lên nè nè, đi 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 đi. Phải lắc lắc mấy đứa ơi. Chị đến đợi cụ đi chị ơi. Dạ, mời cụ. Trời ơi trời. Trời 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 trời. Khác gì thấy sợ rồi chứ. Công nhận để con số này để cho nó đã thì chứ. Thôi đừng cái dựa nữa. Không khác gì lái xe thật. Có nhúng không? Có người nhúng không? Không. Này mốt kiếm cái là sao hay gì á, gắn vô. Gọi Khang giúp á, ghé ghé một thành á. Cho anh tiền mua 4 cái phần Olin đi Khang ơi. Hello. Anh lấy xài cái ghé một thành giống dữ lắm á. Thôi đi 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 đi. Ừ, cái ghế điện á, bữa em lái á, giống dữ lắm á. Ôi, quỷ nó chạy rồi, thua rồi. Cái chất điện không? Cái giống nó hơi bị dần. Ui, cái đường này đã vậy. Đã không? Chạy từ từ thôi mấy đứa ơi, mất tim à. Thôi chốt rồi, thôi chốt rồi, chứ em chờ vô tụi mày nữa. Ủa nào chốt? Năm từ... Đâu có đâu, ở phía sau anh như còn ai nữa mà anh thấy có chóp xanh á. Con hẹn á. Không quên em rồi hả? Nhưng mà đường này mọi người chạy gắt quá, gì chơi theo kịp rồi. À, cái thằng này nó muốn chết. Mày, hôm nay là ngày tạng của mày. Sao? Em không thoát được cái gì.
Gì vậy quả? Đang nghĩ gì bọc ra thấy? Anh không nói làm quá anh đụng đâu. Hết hết hung đích. Xe tải. Đi đi đi. Đi đi đi. Đi đi đi, đi, đi em. Đường này vắng mà đúng không? Mình đi thoải mái đi. Ê cái bài ninja nha, chơi mà chơi cái hàng giống nhau là không được nha. Ồ chú vô chú nhìn cái đó, đó mày vô chạy cái cờ là ơi. À thằng này nó láo thiệt chứ mày chúc chúc mày luôn à. Cho nghe đủ để nhớ đằng sau. Gì? Được tôi đi. Đó là gì vui. Chạy bên kia quen rồi bây giờ bên đây chạy vừa khó chịu ghê á. Ấy 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 đụng. Sơn hòa nè. Nhu. Cháu Hòa lại nằm ở đây. Ủa sao nằm. Ê từ từ, như phía trước có cái chấm màu xanh xanh. Thằng khỉu nha. Thiệt ơi. Vậy em mà tương tạng thiệt. Ôi. Công nhận đại gia có khác chạy cái thùng mà nó bóng. Ơi là bóng một soi gương được luôn á. Thùng điện thương mà nó bóng quá trời luôn. Vậy em gì đây chứ. Chả kìa. Sao mấy này chạy mà nó cứ dừng dừng hoài đó. Nó dạ, mấy này chạy mà nó cứ dừng hoài, tôi lên số mệt lắm nha. Em quẹo qua bên lên kia đi. Bây giờ lên số mệt lắm nha. Đó đó, quẹo ngu nè, quẹo ngu nè. Ai quẹo ngu à? Nào à? Bài với ai? Ôi, tôi quẹo thông minh. Chắc thông minh. Chạy ngược chiều kìa bạn ơi. Ủa, nào ơi. Kêu đi lên bên này bạn ơi. Bạn thấy tên mình không? Gì vậy quá. Ok tên bạn. Gì vậy quá. Ngủ rồi hả? Tên là tên. Một giờ tròn. Mày chơi không? Mày chơi đây, không? Đây có cái này thật lắm nè mọi người. Đua không? Nó cái gì? Ủa mày kia nó gà đua trong khi mình kéo hàng nhà con to như thế luôn. Ui đưa cái đứa kéo hàng nhà. Đây có cái này thật lắm nè. Cái màn hình tôi để lên trên cái bàn á. Mà xe nó chạy vô đường sóc mà vô lăng nó rung lên, mình rung theo luôn. Thật. Thì chỉ thiếu cái bộ phục Olin của Hang ship về nó thôi là được rồi. Em ship cho anh phục thôi. Sao đi cứ dừng hoài, biết lên số thông số mệt lắm không? Tôi nhìn thấy bạn cùng. Ra đây, ra đây. Cho anh yêu cảm nghĩ đi Di, vô lăng sướng không? Đã thằng lắm đã hơn người 923 không à? Dám ba người 923 tuổi gì? Ủa con này không lên được cấp số. Giờ ta lại em yếu thôi em ơi. À để 8H đây. Ui. Ê, tôi thấy trong gương hình ảnh mới quẹo đâm đầu vô nha. Quả chứ nào. Ngủ rồi. Hiện tại là giờ này tụi mình chơi là một giờ khi đó nha các bạn. Cho nên là các bạn đừng có ngại bấm nút like với tụi mình. Phi quá. Tại Khang, Khang toàn nói gì vậy? Hello. Bộ bên ông một gì khuya hả gì? Ờ, đúng rồi. Ở dưới địa phủ tôi giờ sao 1 giờ sáng hả? Thôi địa phủ như bà đi ai thèm chơi. Ôi vậy mà có mấy thằng chơi á. Ai vậy? Không á. Nào. Nè thấy chưa, giờ muốn gì không? Ôi bà ơi, chạy à. Đây không có nút auto save nha, đừng có tông nha. Chị Châu. Chị Châu mà chạy ngay được. Cho tôi chạy không? Đó, lên đi. Không, không chạy đi chứ. Rồi. Ai không sợ. Nè, cho Châu nè, coi cho Châu nè. Quá bập vậy vui. Mẹ. Cái màu. Có tay đúng nha. Lẹ đi. Tay lên, tay lên. Ủa tay cục chiều, tay cục chiều. Ôi, mà nó đậu ngu lắm. Tính là văng nó ủi vô xe cù, trong xe cù chạy không được. Mà bây giờ văng kêu lẹ.
Mà sao mấy tay này đậu ngu dữ ta? Giờ game nó có cảm giác lúc mà buông cơm sớm quá nó giật chìm xe luôn rồi. Ủa thiệt là nó giờ không thấy ta. Trời khen nó ba nước mọi người tôi. Thiệt ơi, thiệt đó bồi. No, khen đó. Kim cho nó chạy mình trên trước đi. Ôi chết. Hay đấy giờ. Đó, mấy thanh niên chạy mà lo cái gì đó. Lo nhiều. Ủa Khang chạy cái gì vậy Khang? Nó đông đang kìa. Ủa. Ôi nó đông mình xấu ghi gì. Nhìn đi bạn ơi. Cắn nó luôn. Vô đi quà. Cuối cùng chị quay lại chị cắn không? Không bằng nữa rồi, quốc ông chị. Cuối cùng chị đứng nhìn cho đi. Chị đứng đi. Ủa, Thiện đang ở sau lưng anh hả Thiện? Có thằng này sao được. Thôi đó, chính đang không chịu chụp đúng. Ừ, đông quá đúng không? Không chứ nó thật với nó chỗ bây giờ nó tính nhiều chỗ lắm. Tôi muốn thấy cánh tay của nãy giờ tôi vô chạy là được số 8 luôn. Hiếm lắm luôn á. Xây rồi đó. À thằng này. À, tay lên kìa. Ôm đi về đây. Chị có làm gì em đâu Khang. Mà em bài ba dữ ghê. Khang còn non mà xanh lắm. À được lắm. Khang còn non mà xanh lắm. Khang ơi, đi. Làm gì đâu đó Khang. Này giống cái biểu tượng mà lúc mà ra khỏi thành phố ha. Không kiếp không. Biểu tượng về đây. Giống biểu tượng hả? Rồi thấy không có chạy đúng một chút chạy mà tôi sợ luôn.
thành phố đẹp quá vậy? Đúng không? Ủa thành phố đúng đẹp luôn. Đây là ngoại ô. Ơi, tôi thấy sợ cù rồi đó. Chị nằm đây từ chiều. Đã chẳng chưa thấy cái khoa chị nằm trong chiều tại đâu. Đâu, em ngay chị luôn mà. Mấy đứa kéo chị lên nha mấy đứa. Ước gì ạ, đêm mình có thể xem cùng em. À dạ, đúng rồi, cảm ơn cù nha. Cù ngấm luôn á. Giờ thiệt chứ. Chết, cha dính nữa rồi mọi người ơi. Ở chứa trên cao hãy cứu vớt đời con. Đó, đó, đi ngược chiều đó, đó. Châu thì xe tải vào cho Châu. Mấy nghe một chị Châu. Châu mới chạy xe tải cho anh. Quà, trời ơi, quà. Văng nha. Ừ, cảm ơn, cảm ơn. Nó ép tôi mà xuống dưới đó. Mấy nghe tôi nó chạy ghê quá. Hay là em bà chứ. Em mong quá. Em bà nhất là cù. Chạy mà tôi sợ luôn. Chạy đi em, chị đâu có chạy đâu. Chạy ra ngoài luôn. Nãy giờ chị bị kẹt mà. Sao mà chạy được. Như thế. Trước làm sao để tôi lấy ghế nó đừng có bị xung xình anh. Ông ghế thôi mà em. Cá mập dậy đuôi. Ô đu 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 đu. Trẻ trâu. Trẻ trâu. Sao lại dừng nữa rồi. Nè thằng Khiêm đứng trên cái lần này là sai nè. Kỳ bọt rồi vừa rồi. Không được đứng không đạo đầu gian cái đảo đó nha. Kỳ bọt rồi vừa rồi. Ê. Chẳng cầu đẹp không? Thằng này nó kiếm chè lắm mà. Tính là mày nằm một lần nữa không em? Ghê còn thấy không? Này đếp chạy im điểm. Chán lắm. Ghê à. Châu được chứ. Khen tuổi. Khen còn non lắm Khen à. Em còn non và chanh lắm. Trời ơi, trời ơi. Mày mong né đâu. Em bại với em tôi nào. Ui dạ. Mấy em cỡ này hả, tôi giết nó trừ khi nó ra đời rồi. Có mũi nữa hả? Hay để cái chân. Búp. Nhẻ ra tôi búp mũi cho nó chết. Nó mà nhẻ xong mình đổ qua. Cái dầm đâu. Đâu. Như là mà sắp tới cảng đó, tại vì tôi nhớ một cái đoạn cao tốc xong rồi tới cảng rồi các bạn. Em không chỉ trâu quá nó cho người ta chạy. Bà thôi. Chị sao em vậy? Chị nào em đấy. Ôi trời 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 trời. Con mẹ này thiệt chứ. Vậy kháng kìa, nó block kìa. Vô
ta đang chạy lên vào phải biết giảm tốc độ lên chứ. Ông không biết chứ. Đó mà, tôi có còi không? Nghe ông phải thè, ông phải thè cái đầu ra. Cái giọng bà còn lớn cái còi nữa. Ông hiểu không? Phải thè cái đường ra. Nào cái vô lần của em nhảy của em. Hả? Vô lần nhảy. Chắc là không chơi như anh. Bị hư nè. Tạm biệt quà. Em dám cản đường chị hả quà? Ghê quá không? Quà em dám cản hay lắm, dừng ngay dốc luôn. Hay lắm. Hello anh. Chị Dung, Thánh Kiều. Dung 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 ngù. Hiểu, Thánh Kiều. Tuột dốc, tuột dốc, tuột dốc, alo. Hết rồi máy rồi. Đi 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 thẳng á em, ơi bấm lộn luôn. Ở đằng sau chị á, cái đường đằng sau chị á, chị thấy không? Qua trái tí, cùng qua trái tí. Bên trái cơ mà. Trời ơi. Nghĩ lên máy luôn rồi. Hello bạn Di, dạo này bạn khỏe không? Không, không khỏe. Còn sống ở đó không? Sao đường chặt nó đúng cho người ta? Đâu, bởi quỷ. Tôi thấy cù chạy, tôi thấy sợ quá. Tôi thấy sợ cái thùng ngắn quá. Em biết là dính này không? Mấy bóng kia sống lên đi đứng dưới gì vậy? Không dám nổi chứ làm gì? Ui, mấy đứa chạy vô lăng, chạy xuống hắt không biết chạy. Châu. Nhắm ba quần xoay của đi xuyên nha. Dạ hiền dạ. Trời ơi tuổi vậy Giang. Trời còn non mà xanh lắm. Ai chưa lên số. Trời còn non mà xanh lắm. Bạn với sao ơi, có càng rồi còi gì không bạn ơi? Lên đi, lên đi, nhường nó lên đi. Ờ cho chi lên á. Càng nhỏ xíu mà, không biết càng lúc nào đó nè. Ủa nó vậy. Mày lão nè. Hơn cô cảm ơn chị đi. Tức là nãy cô cố tình chặn đường luôn á. Vậy luôn, cho không nói xấu đường hỏi phải tông nữa. Ờ, à, thằng em bà nó kìa. Mọi người đi đi nha, chơi đi hơn nữa rồi. Ê, nó nghe là chạy bây giờ đỡ bớt tông được không? Có tay, có tay. Mỏi tay lắm nha. Có tay á. Đó, mình tới chạy không đi hết rồi nè. Nhưng mà mỏi tay lắm nha. Holy shit. Mấy này nó chạy cái vòng xoay không có gì trong mắt mấy này hết trơn á. Vòng xoay là đi cái gì? Này nè cậu. Cô rồi. Ủa mấy người qua cảng này hả? Tới nè. Lẽ hả? Đợi đâu đây? Phải là sĩ bộ quay đầu lại. Ủa? Đó. Chú. Ủa đâu bên kia còn có đồ đâu cho em. Ủa trong đây đụng được hả trời, vậy là cụ chết với chị rồi. Sai lầm quá. Không biết trước tương lai. Cụ ơi. Hello bé Di. Đậu cái rạch á. Người cho tôi lùi đây, cho tôi lùi. Lùi ra tôi đậu bên kia. Đậu bên dốc đây hả? Đậu bên đấy hả? Đậu bên cái bên kìa. Ủi. Cái châu. Bạn cái tuổi. Bạn khem nay đậu
tông không chất lượng chút nào. Chán mày ha. Mày cái tụi. Thôi không, tôi nói rồi, bạn tông thì tông có chất lượng. Nhìn tụi chán thiệt chứ. Tông không có kinh nghiệm gì hết trơn. Bạn hung thần sai lộ không? Thấy mà sợ. Rồi ok, vậy thì video này mình sẽ dừng ở đây. Và rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian cái tựa game với thằng Lai này. Bây giờ tụi mình đi ngủ đây. Chào các bạn, bye bye. Bye bye. Ngủ quá rồi.